này là pháp hiếm có trong cõi trời người, trải bao kiếp khó gặp gỡ. Phải ghi nhớ tám chữ này: nhân thiên hy hưởng, lịch kiếp nan phùng. Chứ nghĩ đời này chúng ta có được pháp này quá dễ dàng. Nói thông tục là quý vị quá may mắn. May mắn là cách nhìn của kẻ bình phàm, nông cạn. Người thật sự có học vấn, có chiều sâu sẽ biết là những gì quý vị đạt được chẳng phải là ngẫu nhiên. Giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, là do quý vị đã tu thiền căn và phước đức trong vô lượng kiếp nên mới có cơ hội gặp gỡ. Nếu chẳng phải là do thiện căn và phước đức trong vô lượng kiếp đã chín mùi, thì trong một đời này chắc chắn là quý vị chẳng gặp pháp môn này. Dẫu có gặp, quý vị cũng chẳng tin tưởng, cũng chẳng thể coi trọng. Dẫu gặp mà cũng như không gặp. Đúng là nhân thiên hy hưởng, lịch kiếp nan phùng. Hiếm có trong cõi trời người, trải bao kiếp khó gặp gỡ. Cổ nhân từng nói, một ngày hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta gặp được pháp môn này, chỉ có người thật sự biết sự thật này thì mới biết quý tiếc, coi pháp này như Phật báo trân quý nhất.